Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VNet. Hôm nay bên mình sẽ tiếp tục làm video hướng dẫn các bạn sử dụng chi tiết hệ thống Wi-Fi Mesh Tenda Nova MW5 và bài đánh giá nhanh về trải nghiệm thực tế của mình. Đầu tiên chúng ta hãy nói với nhau về khái niệm của Wi-Fi Mesh. Wi-Fi Mesh là gì? Tại sao cần đến Wi-Fi Mesh? Vâng, trong điều kiện thực tế chúng ta gặp những điều kiện sau đây: môi trường sử dụng rộng như văn phòng, quán cà phê hay căn nhà nhiều tầng, và chúng ta muốn phủ Wi-Fi cho toàn bộ không gian đấy. Chúng ta có thể dễ dàng kết nối các thiết bị Wi-Fi đó như TV, điện thoại, laptop. Nếu gặp không gian rộng như vậy, chúng ta sẽ có vài cách thức kết nối như sau. Ví dụ như một căn nhà 3 tầng, chúng ta có thể cài đặt 3 thiết bị Wi-Fi truyền thống khác nhau hoặc sử dụng bộ repeater để kết nối 3 tầng đó với nhau. Tuy nhiên, phương pháp truyền thống đó chỉ đảm bảo bài toán là chúng ta có vùng phủ Wi-Fi 3 thiết bị cho 3 tầng nhưng không giải quyết được tình trạng ngắt kết nối. Ví dụ như bạn đang ở tầng 1 và di chuyển lên tầng 2 thì điện thoại đang kết nối ở mạng tầng 1. Khi lên tầng 2, khoảng cách kết nối xa, điện thoại sẽ ngắt kết nối với tầng 1 và tự động kết nối với Wi-Fi tầng 2, thì trong quá trình chuyển giao đó nó sẽ xảy ra tình trạng ngắt kết nối. Hoặc có điện thoại không tự nhảy kết nối từ tầng 1 lên tầng 2 mà chúng ta lại phải vào Wi-Fi rồi cài đặt lại. Điều này gây ra tình trạng khá phiền phức. Trong những lúc này chúng ta lại cần tín hiệu tốt. Nếu chúng ta di chuyển lên mà không cần làm gì thì điều đó là ok. Nhưng nếu chúng ta đang gọi điện thoại FaceTime cho người thân hoặc đang download mà lại bị dừng kết nối thì sẽ rất mất thời gian và bất tiện. Vậy nên bộ Wi-Fi Mesh này ra đời để giải quyết các vấn đề trên. Thứ nhất, cho vùng phủ sóng rộng, đồng nhất. Thứ hai, tránh gặp phải tình trạng mất kết nối khi di chuyển trong không gian đó. Quay trở lại với thiết bị trên tay mình đây. Đây là sản phẩm hàng nội địa Trung nhé các bạn. Mình sẽ đánh giá nhanh về ngoại hình. Thiết bị có màu trắng tinh khiết, thiết kế đơn giản, vuông góc và bốn mặt bên đều vuông vức. Mặt trước của sản phẩm có tên Nova và ở dưới có đèn led hiển thị. Mặt sau của sản phẩm có 4 cổng kết nối. Thứ nhất là cổng jack power hay là cổng nguồn. Cổng thứ hai là cổng WAN, cổng thứ ba là cổng NAND, cổng thứ tư là cổng GSM. Phía dưới có một vài thông tin của sản phẩm. Sản phẩm mình thấy rất là ok, gọn, nhẹ, phù hợp với những nơi rất là khó lắp đặt. Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt và kết nối thiết bị này. Với thiết bị mà chúng ta chưa cài đặt gì hoặc vừa reset lại thì nó sẽ có thông số mặc định như mặc định ở dưới này. Đầu tiên chúng ta cần cắm nguồn cho thiết bị, và thiết bị này được cài đặt bằng ứng dụng app qua mobile và các bạn có thể download trên App Store hoặc CH Play. Tên ứng dụng là Tenda Wi-Fi và thiết bị này cần phải cài đặt mạng Internet để kết nối và cắm chân mạng vào cổng WAN. Vâng, sản phẩm mình đã cắm nguồn vào chân mạng và cổng WAN. Đèn sẽ báo hiệu nhấp nháy màu xanh để mình kết nối với điện thoại. Phần mềm Tenda Wi-Fi mình đã đao sẵn về máy. Bước tiếp theo mình sẽ vào cài đặt điện thoại. Mọi người sẽ thấy tên sản phẩm là Nova 59C8 và mật khẩu là Even 8967. Hoặc các bạn có thể quét mã QR ở phía đằng sau của sản phẩm và tên của sản phẩm, mật khẩu ở dưới sản phẩm. Vâng, đợi sản phẩm hiển thị trạng thái đã kết nối. Sau đó chúng ta sẽ vào app Tenda. Chúng ta bấm thiết lập. Bấm tiếp theo. Bạn đặt tên cho Wi-Fi và mật khẩu, sau đó đợi trạng thái đã kết nối. Đây là sản phẩm đã kết nối thành công. Vâng, để mở rộng thiết bị, thao tác các bước sau rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần cài đặt một thiết bị master, các bước sau công việc rất đơn giản. Bạn phải cần cắm nguồn cho hai thiết bị còn lại, sau đó vào ứng dụng Tenda Wi-Fi, ấn bước tiếp theo, đặt những Nova khác. Tiếp theo, tôi hiểu rồi. Vâng, sản phẩm đã kết nối với một nốt chính và hai nốt phụ, các bước làm rất là đơn giản. Vâng, như vậy mình đã review nhanh một thiết bị mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi cho các bạn xem.
đó là Tenda Nova MW5. Nó sẽ mở rộng vùng phủ sóng lên đến 300m², hoặc bạn có thể đặt thêm 3 cục thành 6 cục, mở rộng phạm vi có thể lên đến 600m². Nếu các bạn đang quan tâm đến sản phẩm này, mình sẽ đặt link sản phẩm ở dưới phần mô tả của video. Đừng quên ấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo, những video mới nhất từ bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Xin chào.